Mấy cây này hả? Gần cả 10 mét. Khiếp. Khiếp hả? Ở Cuba. 50 năm. Trời ơi. Những cái cây xương rồng mà gọi là cổ đại, cổ thụ ở đây luôn. Chào các bạn đã đến với Lạ Đà Lạt. Hiện tại mình đang ở một quán cà phê cực kỳ mới. Mới khai trương tại khu vực Đà Lạt thôi. Nó có tên là Bình Minh ơi ở 85 đường Hoàng Hoa Thám. Mình không nghĩ là ở Đà Lạt bây giờ lại có những cái quán cà phê nó cực kỳ đẹp, cực kỳ rộng và cực kỳ lạ như vậy. Hãy cùng là xem cái quán cà phê này như thế nào nha. Hiện tại mình đang có mặt tại quán, không gian quán tại buổi sáng ở đây. Đây là cổng vào, mình đi vào từ cổng nha. Nó tọa lạc tại khu vực 85 đường Hoàng Hoa Thám. Tới không gian phía ngoài là thấy rộng lớn và choáng ngợp bởi cái quán cà phê này rồi. Đường Hoàng Hoa Thám, ngay đường đi trại hầm, ngay cổng vào, ngay đường chính luôn là số 85 đường Hoàng Hoa Thám với quán cà phê Bình Minh ơi. Một quán cà phê mà đi vào nhìn rất là thích, nhìn ấm cúng, nhìn đẹp lắm. Cổng vào bên tay trái này, đi vòng vào đây. Ngay đây là một cái tòa nhà gỗ và cái không gian hình chữ U, người ta làm cái tòa nhà gỗ này, cái nhà gỗ này rất là đẹp. Phía trong có những cái chỗ ngồi, ghế sofa này. Ngồi ở đây mà làm việc thì tuyệt vời. Ở bên trái đây, bên phải chứ. Ở đây, ngay đây luôn là cái quầy order nước, vào thì order luôn. Thì giá nước loanh quanh khoảng 80 ngàn đổ xuống. Từ 49 đến 80 ngàn. Một không gian ấm cúng. Ở phía trên này là khu vực ở trên lầu có thể lên ngồi được luôn. Đi lên trên lầu trước nha. Cái không gian này, quán này cực kỳ rộng. Có một cái sân khấu cực kỳ lớn ở phía dưới luôn. Và cái quán này bảo chỉ mới mở trong vòng tháng 10 này thôi. Và bây giờ cực kỳ đông khách rồi. Trên này rất là nhiều chỗ ngồi ấm cúng này. Có nguyên cái góc này là góc gọi là view đẹp nhất. Trên này giống như những cái nhà sàn gỗ nhỏ như vậy ấy. Có một cái sân khấu lớn tập trung sảnh ở phía dưới này. Và ở phía dưới này luôn có một cái sân khấu cực kỳ lớn luôn. Cái góc ngồi thích nhất là cái góc ngồi chỗ này này. Chỗ gia đình đang ngồi ở đây này, rất là đẹp. Còn ở đây là cái khu vực quầy pha chế phía dưới. Nhìn ở trên góc lầu này đổ xuống này. Mình không nghĩ là ở Đà Lạt bây giờ lại có những concept rất là gọi là mới lạ như vậy. Mình cứ nghĩ là mọi thứ nhiều dần nó bị rập khuôn, nhưng không. Quán này cực kỳ mới, lạ. Cái nhà gỗ này là cực kỳ kỳ công. Đi lên đi xuống rất là thích rồi. Có một cái khoảng vườn, khoảng nhà thế này chắc không muốn làm cà phê đâu, mà chỉ để chill và thư giãn thôi. Ở đây có một cái đàn piano. Chỉ sợ là cái nhạc này nó dính bản quyền. Bây giờ mình sẽ đi ra một chút xíu phía ngoài. Đó là không gian vườn. Mình vô tình xem được cái quán này ở trên TikTok. Và đến thì thực sự choáng ngợp. Choáng ngợp luôn. Buổi tối nữa chắc sẽ lung linh. Chiếm trọn cái quả đồi ở phía trước là cái khu vực rừng ở phía trại hầm. Tất cả xoay quanh một cái hình chữ U nhỏ ở đây, và những căn nhà ở đây này. Đó, ở trên lầu lúc nãy mình vừa lên đây này. Những góc ngồi nhiều góc ngồi chill lắm. Đây còn có cả mấy cây hồng, một cây mai anh đào ở đây. Mùa mai anh đào rất là đẹp. Cực kỳ nhiều chỗ ngồi. Còn nguyên cái quả đồi Hoàng Hoa Thám, rừng cây, rừng thông ở phía sau luôn. Một cái khoảng sân cực kỳ rộng, cực kỳ thoáng mát. Ở đây có lối lên, chắc là đây là phòng cho nhân viên hay là lưu trú homestay luôn ta. Thích không? Một không gian, trời ơi, mọi người phải thực sự đến đây. Quán cà phê này mới, cực kỳ mới luôn.
phải thực sự đến đây mới thấy cái chỗ này nó choáng ngợp và đẹp. Nó đẹp như thế nào. Ở đây có một cái sân khấu sảnh rất là lớn, và phía sau lưng nó là nguyên một cái rừng thông xanh mướt ở phía sau. Và đặc biệt phía dưới này này, phía dưới này là một cái sân khấu ca nhạc. Để xíu nữa mình sẽ xuống dưới này thì người ta chưa làm xong, đang cố gắng hoàn thiện và set up cái sân khấu ca nhạc này. Nhưng rất đặc biệt, ở phía dưới này có nguyên cả một vườn hồng. Thích thật. Ở đây người ta làm một cái nhà gỗ có cái tấm kính cường lực ở trên. Mưa nắng kéo gọn này vào, ngồi được rất là rộng, rất là thoáng. Cái góc nhỏ này ấm cúng cực kỳ luôn. Nhà nhìn đơn sơ, bình dị gì đâu. Nhưng chắc phải nhiều tiền lắm đấy. Sau này chỉ cần đến đây ngó nghiêng cái chỗ này rồi làm lại căn nhà là được. Tổng thể cái khu này hoàn thiện thì nó rộng và nó đẹp ghê lắm. Thì cái quán cà phê nó ở đây nó nằm trọn cái không gian ngay ngôi nhà gỗ ở đây thôi. Nhân viên vừa bảo bên trong hết bàn rồi. Và chỉ mới khai trương, chưa phải khai trương nữa mà đã đông khách rồi. Thích ghê. Wow. Một không gian cà phê, tổ hợp cà phê ăn uống và sau này là ca nhạc sẽ là một cái điểm nhấn cực kỳ lớn tại Đà Lạt với quán cà phê Bình Minh ơi. Ôi, đi một vòng này. Đây, lên trên này. Đó. Và xuống dưới cái sân khấu ca nhạc và cả cái lầu ở phía dưới đang hoàn thiện này. Trải dài tít xuống tận dưới này luôn. Và nguyên cái quả đồi ngút tầm mắt ở phía trước. Thích ghê luôn. Buổi sáng ngày hôm nay cũng khá nhiều các vị khách. Bàn ghế ở đây còn ngổn ngang nữa này. Giống như kiểu mà quán cho muốn mở mà khách đến đòi uống vậy. Thực sự cái không gian ở đây, cái không gian cà phê ở đây thôi nhé, phía dưới nó chưa hoàn thiện nên mình chưa thấy. Tất nhiên rồi, chưa hoàn thiện nó đẹp, nhưng không gian cà phê ở đây đó, nó đẹp lắm. Nó vừa gọn, vừa ấm cúng, vừa bình dị. Nó giống như lạc vào Đà Lạt những năm cách đây khoảng 40 năm trước, khi mà với những căn nhà Đà Lạt nó kiểu như vậy đấy, những căn nhà như vậy, những căn nhà của Đà Lạt. Dạ. Em vừa xuống dưới, rộng quá luôn anh. Rộng. Vừa xuống dưới. Dạ. Cái này mình đâu đã mở chính thức anh hả? Chắc phải mở thử à? Mở thử mà khách đã đông vậy thôi. Dạ. À, đây là cái nhà hàng phía dưới này phải không anh? Dạ. Dạ. Bánh căn mì xíu mại. Mở cả ngày luôn phải không anh? Thích. Khiếp thật. Rộng ghê luôn á. Khu tổ hợp Bình Minh ơi, ở dưới này là khu xương rồng. Mà cái xương rồng này sao nó cao vậy anh? Cái này nhập ở đâu vậy hả? Khiếp. Nước ngoài luôn hả anh? Dạ. Yeah. À, là trên xuống đâm thẳng xuống như này luôn là bãi xe. Dạ. Yeah. Bãi xe rất là rộng. Dạ. Yeah. À, đâm thẳng xuống đây luôn là khu vực bãi xe. Dạ. Yeah. À, ngày mai là chỗ này dọn dẹp là bãi xe để được như này phải không anh? Ngày hôm nay thì mình đi thì xe còn để ở phía ngoài cổng ấy, nhưng mà thực ra ở phía ngoài cổng đó cũng khá là rộng. Nhưng mà nếu như để lấp đầy cái chỗ này thì phải bãi xe rộng lắm. Chỗ này chắc phải cũng cả 500 khách vào còn được. Quán cà phê chỉ mới mở thử thôi nhưng mà ở phía trên rất là đông rồi. Ở phía trong không có chỗ ngồi. Ở phía ngoài bây giờ các bạn phải lau dọn để khô sân rồi khô nước để bắt đầu mới cho khách ra phía ngoài. Buổi sáng ngày hôm nay Bình Minh ơi thì đến buổi sáng cũng đẹp, nhưng thực ra buổi chiều ở đây cũng cực kỳ tuyệt vời này. Ở đây là view cà phê thứ hai. À,
nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với trên lầu, khi mà không gian thế này sẽ mang dáng dấp nó hiện đại, nó tinh khôi hơn. Và phía trước đặc biệt là xương rồng này, những cái cây xương rồng này ở nhìn trên xuống thì cảm giác nó nhỏ lắm. Dạ. Nói chung tất cả không gian đều thấy được cái Dạ. Góc view. rộng ghê luôn á. Cái góc này, những cái góc này bữa sau có thể người ta sẽ lắp kính hoặc không lắp kính, nhưng mà ngồi từ cái góc này, kể cả trên dưới này, nhìn ra cái rừng cây ở phía dưới nó quá tuyệt vời luôn. Đây phía dưới, trời ơi, có những cây xương rồng này. Bây giờ là những cái ụ xương rồng to đùng này, không nói nha, những cây xương rồng này nó cao phải 2 đến 3 mét, còn cái mấy cây này hả, gần cả 10 mét. Khiếp. Năm mét một nhánh này, cao ghê luôn đấy. Cây này cao 8 mét. Cây này 8 mét. Quá hai tầng nhà đó. Dạ đúng rồi, Hai tầng nhà. một tầng hai tầng lầu luôn, nguyên một rừng, một vườn cái Size này size lớn nhất Việt Nam rồi đó. lớn như Việt Nam rồi hả anh, bò đùng luôn. Một số cây là phải nhập nước ngoài luôn hả anh, hiểu hả? Cây này của Cuba. Ở Cây Cuba này của Cuba gốc này hơn 50 năm rồi. 50 năm, trời ơi. Đây là Một số cây cái mà cây, cây nấm vàng. trời, cái cây này này nó gần chạm đến cái lầu thứ hai thứ ba phía trên luôn. Cây này nấm vàng, cây này cao 9 mét. Nến vàng gần 10 mét đây, cây 9 mét đây. Trời, những cái xương rồng này. Còn đây là tai thỏ Phan Rang của mình. tai thỏ Phan Rang đưa là Hoa từ màu Phan vàng cứ mỗi cái nụ mỗi là mỗi nụ là một bông. Toàn bộ xương rồng đây là hóa gỗ hết rồi. Dạ. Ồ này, những cái gốc xương rồng mà như cái gốc thông á, nó to to lắm này. Khiếp. Cây này cũng của Việt Nam mình luôn. Dạ. Nguyên một tán cây này cũng tầm gần 5 mét. Những cái cây xương rồng mà gọi là cổ đại, cổ thụ ở đây luôn. Cây này đẹp lắm nha. Dạ. Cây này là một thân đó. Dạ. Trời ơi, nguyên một cái gốc vậy luôn hả? Đúng rồi, nó bị gãy xuống đó. Cây này nó bự ra Chu. 4-5 mét rồi, nó bị gãy. Dạ. Như chân voi vậy. Khiếp nhỉ. Nó Như chân to, cái này nó to, cái gốc nó to hơn cả người mình luôn này. voi. Đúng Còn phía dưới này là cái sân khấu ca nhạc sắp tới phải không anh? Lỡ quay được cho đi quay luôn. Vui quá. Anh tên gì anh? Chiến. Anh Chiến hả? Dạ. Tự nhiên mình đang quay, anh Chiến rủ đi xuống dưới này, ngó nghiêng ở dưới này luôn. Đây là một sân khấu có thể ca nhạc, một sân khấu cực kỳ rộng lớn. Mọi người nhìn nó sẽ giống giống rất giống cái chỗ Học viện Giáo hoàng Cung Thiếu nhi, một Nó kiểu như giống vậy. cái Nó sẽ ôm trọn vào trung tâm sân khấu, và phía sau nó là một cái khu rừng, một cái rừng thông phía dưới chiếm trọn bao quát như vậy. Đây mình đang tái hiện lại cái cung cái chỗ nhà thiếu nhi. Trời ơi, tuyệt vời quá anh. Thì ghế đó. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, tuyệt vời Đó là một những cái quá. chỗ điểm đẹp của Đà Lạt, Dạ đúng rồi, Đà Lạt mình đó. nhưng mà bị đúng rồi, bị lãng quên, người ta không cho vào tham quan vì khá nhiều lý do. Cảm ơn anh Chiến nhá, tuyệt vời quá. Sau này anh Chiến sẽ lắp những cái hàng ghế ở đây, gần như là đang tái hiện lại cái sân khấu ca nhạc cổ của Đà Lạt, tái hiện lại cùng văn hóa thiếu nhi ngay tại cái quán cà phê Bình Minh ơi, tại 85 đường Hoàng Hoa Thám này luôn. Mọi người thấy không, cái góc nhỏ cà phê ở trên chỉ là một phần nhỏ trong 1/5 cái công đoạn hoàn thành của cái quán cà phê này thôi. Nhưng mà để xem nếu như mà nó hoàn thiện được trước cả cái festival và trước Tết nữa thì điều quá tuyệt vời. Và chắc chắn rồi, đang mọi người đang cố gắng hoàn thiện hết trước cái festival, trước cái Tết. Yên tâm đi, cái chỗ này trời ơi phải choáng ngợp luôn. Đúng là vị trí này địa diện đúng là một cái Dạ. cảm xúc là không đặt cũng sướng Sung sướng quá. về không gian nó cũng thích Không gian ha. Đúng rồi, không gian vừa kín vừa nó ấm được, nó gọn lại được. Rộng tít từ trên, lúc nãy nãy một mình đứng ở trên cái đó, tòa nhà 4 lầu, lầu trên cùng đấy. Thực ra lầu trên cùng đó thì so với Đà Lạt thì nó 4 lầu ở trên cùng, nhưng mà nó mới bằng mặt đường lên xuống từ thôi. 3 lên 6 đó. Dạ. Hai Cái bên là này. có 9 cái mai anh đào, tới À. mùa là nó sẽ nở rực Ở rỡ rực mai anh đào lên. xung quanh là hàng ghế trắng. Dạ. Tưởng tượng thôi, những cái hàng ghế trắng ở đây là đẹp tuyệt vời rồi ha.
đi lòng vòng nó rộng quá luôn. Ở phía dưới đó, cái quán cà phê này á, theo chia sẻ của anh quản lý thì riêng cà phê á, thì người ta lại lấy cà phê Arabica của Cầu Đất luôn, quán cà phê của Cầu Đất. Trà thì lấy trà Trâm Anh của Bảo Lộc luôn. Tức là người ta đang sử dụng những cái nguyên liệu của Đà Lạt, của Lâm Đồng để tô điểm cho cái quán này luôn. Thậm chí là hệ thống nước lọc còn phải dùng tiêu chuẩn hệ thống nước lọc, máy lọc nước của Mỹ để pha cà phê luôn. Wow, đi một vòng mệt quá luôn. Cảm ơn anh chị chủ nào đó đã xây dựng một tổ hợp cà phê mà gần như tái hiện lại cái Đà Lạt xưa cũ tại khu vực Hoàng Hoa Thám. Mà không chỉ cái Đà Lạt xưa cũ ở đây đâu thôi, mà nguyên cái tổ hợp phía dưới là một tổ hợp nhìn ở phía trên này là một cái trải nghiệm. Các bạn thấy nó là xưa cũ, là Đà Lạt xưa thời nào, nhưng xuống dưới là một cái sự phát triển, một cái sự hiện đại. Rồi bán những cái món bánh căn Đà Lạt này, những cái món bánh mì xíu mại này, với giá cực kỳ rẻ, cực kỳ chill luôn. Và đặc biệt những cái sân khấu dưới rất là hoành tráng. Rồi cái sân khấu biểu diễn ca nhạc tái hiện lại một cái góc của Học viện Giáo Hoàng Cung Thiếu Nhi mà người ta đang dần lãng quên đi cái góc đấy. Đó, rất là nhiều vị khách mà trong khi ở đây chỉ mới mở bán thử thôi. Thích cực kỳ. Bao nhiêu tâm huyết người ta mang bao nhiêu cây mai anh đào, bao nhiêu cây hồng tái hiện lại được những căn nhà gỗ tỉ mỉ, từng góc đi như vậy. Quá đẹp. Wow. Thực sự là một trải nghiệm thú vị cho Lạt khi đến với quán này, và đặc biệt là gặp anh Chiến để anh Chiến chia sẻ về cái tâm huyết, tầm nhìn của chủ quán với cái góc quán cà phê này. Tiếc là mình không mang flycam để có thể bay được cái góc này cho mọi người xem, nhưng trong tương lai khi mà một vài tháng tới nó hoàn thiện, mình sẽ mang đủ máy móc rồi quay cho mọi người xem này. Chỉ một cái góc nhỏ quán cà phê thế này thôi á cũng làm người ta mê hồn rồi, chứ đừng nói những cái góc phía dưới. Thích cực kỳ luôn. Và giá nước ở đây thì nó vừa phải, và nó thực sự nó quá rẻ so với cái trải nghiệm, cái không gian quán ở đây luôn. Với những cái thứ, những cái góc ngồi ở đây, những cái thứ người ta đầu tư ở đây, tuyệt vời. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của Lạt. Mọi người thấy quán cà phê này thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu như lên Đà Lạt thì chắc chắn rồi, đừng có bỏ qua cái quán cà phê Bình Minh ơi này. Và trong một vài tháng tới, nếu như quán cà phê này hoàn thiện, những cái không phía dưới, những đoạn phía dưới mình sẽ quay, mình chắc chắn sẽ quay lại đây nhiều lần để quay cho mọi người xem khi nó hoàn thiện, nó thực sự nó đẹp và thu như thế nào. Cảm ơn mọi người nhé, bye bye. Và hẹn gặp lại ở những video lần tới của Đà Lạt. Đây là quán cà phê Bình Minh ơi, Bình Minh ơi. Nhưng mà thực sự không phải chỉ đến Bình Minh mới đẹp đâu, nó đẹp xuyên suốt trong ngày, tại vì không gian đây nó đã đẹp rồi. Bye bye.